Thuần chay nên ăn thường xuyên để có một chế độ ăn thật lành mạnh và cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cần thiết. Hãy cùng tìm hiểu xem trong danh sách này có những gì nhé. 1. Gạo lứt chứa rất nhiều vitamin B1, B2, B3, B6 và khoáng chất cũng như chất xơ nhờ lớp vỏ cám bên ngoài. Gạo lứt cũng có nhiều loại khác nhau như lứt trắng, nâu, lứt đỏ, lứt đen. Nếu bạn còn lo lắng ăn gạo lứt nhai mỏi miệng hoặc khó nấu thì có thể thử ăn gạo lứt trắng trước, rất dễ ăn và thơm ngon. 2. Hạt é, loại hạt quen thuộc trong các món chè và thức uống giải nhiệt. Tưởng chỉ là để nhâm nhi vui miệng, nhưng thật ra hạt é có nhiều chất dinh dưỡng như omega 3, canxi cũng như các vitamin và khoáng chất, nhờ vậy đem lại những công dụng tốt cho sức khỏe như làm đẹp da, giảm cân, tăng đề kháng, bảo vệ tim mạch, phát triển não bộ. Ba chuối, người bạn trái cây quen thuộc này có nguồn chất xơ dồi dào, các dưỡng chất như kali, magie, natri, các loại vitamin B6, C cùng với chất chống oxy hóa. Chuối tốt cho tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa, giúp chống thiếu máu và ổn định huyết áp cho bạn đấy. 4. Đậu phộng, ngoài chất xơ, protein và chất béo có lợi là còn chứa folate, phốt pho và magie và lượng nhỏ kẽm, sắt, vitamin B6 và canxi. Lạc là món ăn vặt hoặc ăn xế tuyệt vời, giúp bạn no lâu mà không sợ béo, nhưng đừng ăn nhiều quá nhé. Bơ lạc cũng rất ngon và tiện lợi, nhưng bạn tránh mua bơ có chứa dầu tinh luyện, trans fat nhé. Tốt nhất là mua bơ lạc nguyên chất, chỉ có lạc và muối, hoặc tự làm nếu có thể. 5. Rau lá xanh, rau muống, rau ngót, rau đay, cải ngọt, súp lơ xanh, cải bó xôi, có chứa nhiều vitamin như vitamin B6, B12, A, B, C, E và chất sắt, axit folic. Các loại rau xanh này giúp đẹp da, chống lão hóa, giảm loãng xương, chống lại quá trình thiếu máu, giảm nguy cơ ung thư. 6. Đậu phụ, một món ăn quen thuộc với mọi người, đậu phụ thường được sử dụng để cung cấp chất đạm cho người ăn chay. Đậu phụ chứa nhiều khoáng chất và một lượng nhỏ thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, trợ lai, manga và selen. Đậu phụ giúp ngừa bệnh tim mạch, ngăn ngừa loãng xương, cải thiện chức năng thận. Tuy nhiên mọi người tránh ăn nhiều quá và nên chọn mua đậu phụ làm đông bằng nước cốt muối. 7. Vitamin B12 có vai trò quan trọng đối với cơ thể trong việc hình thành tế bào hồng cầu, chuyển hóa tế bào, chức năng thần kinh và sản xuất ADN. Mọi người có thể hấp thu vitamin B12 từ các nguồn như men dinh dưỡng, sữa hạt có bổ sung vitamin B12 hoặc viên uống vitamin B12 nhé. 8. Rong biển có nhiều chất dinh dưỡng cần thiết để giữ cho máu và mô thần kinh khỏe mạnh. Không chỉ vậy, đây còn là nguồn cung cấp canxi, folate, vitamin B và magie tuyệt vời. Rong biển giúp ngăn ngừa ung thư, tăng cường chức năng tuyến giáp, tốt cho hệ tiêu hóa, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Rong biển có thể dùng để ăn vặt, nấu canh, cuộn cơm. 9. Đậu tuy nhỏ mà có vỏ. Đây là loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng, kinh tế mà lại bảo quản được rất lâu. Đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, dù là đậu nào thì cũng chứa rất nhiều protein và chất xơ cũng như folate, kẽm, magie, sắt. Đậu giúp ổn định đường huyết, giảm cân, cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa, chống oxy hóa. Bật mí cho bạn một cách đơn giản để thưởng thức đậu là bỏ đậu vào nấu chung với gạo lứt. Mười yến mạch là một trong những loại ngũ cốc rất tốt cho sức khỏe, chứa nhiều đạm, chất béo, giàu vitamin, khoáng chất, sắt, kẽm, manga và hợp chất chống oxy hóa. Yến mạch rất tốt khi ăn vào buổi sáng kèm các loại hạt khô và trái cây tươi, nấu cháo cho em bé, làm sữa. Bột yến mạch còn có tác dụng làm đẹp da. Bạn nên mua yến mạch nguyên cám, whole grain, roll wash, steam cut, thay vì yến mạch ăn liền, instant wash, để được hưởng trọn vẹn các dưỡng chất. Ha ha ha,